Rồi, ok anh em. Mình cũng tranh thủ cuối buổi đi làm về để thực hiện cái dự án tạo cái website bán hàng tự động. Thì như mình có nói ở video trước, thì mình cũng đã bắt đầu đặt những cái code đầu tiên. Thì bởi vì cái dự án này ấy, cái khóa học này ấy, thì mình hướng đến là những người tay ngang và những người cũng đang chưa biết gì về lập trình. Hoặc là biết đang ở một cái mức rất là hạn chế. Cho nên là mình cũng hướng là mình sẽ code theo cái cách nó đơn giản nhất, nó không màu mè, nó không màu mè, để làm sao các bạn mới tiếp cận nó sẽ đỡ bị nản hơn và dễ hình dung hơn. Còn khi mà các bạn đã có được một cái kiến thức nền tảng rồi đấy, thì cái lúc mà các bạn muốn 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 vẽ vời gì đấy hoặc muốn đấy thì nó lúc đó thì nó sẽ dễ hơn, thay vì là mình đưa quá nhiều những cái kiến thức vào đây để cho nó các bạn cảm giác nó sẽ nhanh nản. Cho nên là cái giao diện mình code ấy, trong cái khóa này ấy, thì mình sẽ sử dụng những cái code nó cơ bản. Đó. Rồi thì mình cũng tham khảo qua một số các cái giao diện ý đồ ấy. Ý đồ thì mình đã trình bày với các bạn ở cái video trước rồi, là cái ý đồ để tạo nên cái website của chúng ta đấy, thì mình đã trao đổi với các bạn trước rồi đúng không, ở video trước. Thì mình muốn tạo ra một cái website để chúng ta bán những sản phẩm phi vật lý, ví dụ như các cái sổ code, các cái link giống như cái trang Minacode của mình có giới thiệu ở cái website trước đấy. Thế thì ở cái này mình sẽ bao gồm cả front end và back end. Cho nên cái front end ấy, thì về các trang ấy, thì ở đây mình cũng đã đề cập các cái trang cần thiết rồi đúng không? Các cái trang giao diện này, người dùng này, thì sẽ có trang chủ, trang đăng ký, đăng nhập đấy, rồi trang chi tiết, trang tài khoản đúng không? Đấy, thế thì ý đồ của mình ấy, cái này mình cũng tham khảo ở trên YouTube thôi. Tham khảo về cái hình hình dạng cái mẫu thôi, cái giao diện thôi, còn cái code thì mình cũng tự mình code theo cái ý của mình mà để cho nó đơn giản nhất đấy. Thế thì trang chủ sẽ là trang này, ý đồ của mình nhé, là trang chủ mình sẽ là trang này. Thì các cái thông tin ở đây nó sẽ có các cái thông tin, ví dụ mình sẽ giới thiệu bản thân đúng không, đấy, kinh nghiệm, dự án, liên hệ, đăng nhập đấy. Thì ví dụ như khi người ta có thể rê con chuột xuống, bởi vì mình mới code được cái này đâu, mình định là mình sẽ vừa làm và mình sẽ vừa quay video, mình sẽ giới thiệu qua cái khóa khóa học của mình đấy, để các bạn hình dung được sẽ học cái gì và các cái kiến thức nội dung trong khóa học như thế nào trước khi các bạn quyết định là tham gia cái khóa học đấy. Còn cái khóa học khi nào tổ chức ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời gian, thì mình sẽ thông báo, và mình cũng đã nhận được rất nhiều bạn, mới có một video nhưng mình thấy cũng khá là nhiều bạn đã đăng ký qua cái form mình để ở phía dưới đấy. Thì nói tiếp cái chỗ cái trang chủ đúng không, trang chủ thì mình ý đồ của mình ấy, là mình sẽ để một cái banner, một cái chính là như thế này đấy. Khi các bạn kéo xuống thì nó sẽ các bạn sẽ show, ví dụ như là mình đóng vai trò là chúng ta là người bán sổ code đi, và chúng ta thường thì khi chúng ta bán một cái gì đó chúng ta phải phải giới thiệu một chút đúng không, với cái kinh nghiệm của chúng ta thì người ta mới tin tưởng vào cái sản phẩm của chúng ta, hoặc là các cái dự án của chúng ta, hoặc là các bạn có thể làm freelance hoặc gì đấy, thì các bạn cũng cần phải show ra. Đấy, cái trang này xem như là cái trang nó giới thiệu qua một chút về bạn là trang chủ, nó sẽ có về tôi đúng không, về tôi thì các bạn có thể nói qua, thì cái này mình sẽ code tiếp, nhưng mà hôm nay mình chỉ mới code đến đây thôi. Rồi xong đó là kinh nghiệm mình cũng sẽ nói qua các cái dự án mà mình đã làm chẳng hạn đấy. Rồi cái dự án là cái quan trọng nhất. Khi mà các khách hàng họ kéo người ta vào, người ta xem cái dự án, thì ở trên cái mục dự án đấy thì nó sẽ có thể hiện cho chúng ta là xem chi tiết. Đó, là chính là cái trang xem chi tiết này đây đấy, trang chi tiết đây đấy. Thì khi mà người ta vào xem chi tiết cái sổ đó thì chúng ta sẽ thể hiện trong đó là cái giá và cái phương thức thanh toán trong đó luôn đấy, là cái ý đồ của, nếu các bạn qua qua video trước các bạn hiểu ý đồ của mình nhé, mình không nhắc lại để nó mất thời gian. Đó, là cái dự án này nó sẽ như vậy. Rồi cái liên hệ thì nó cũng như vậy thôi, chúng ta sẽ để cái thông tin liên hệ của chúng ta đây. Rồi cái đăng nhập nó rất là quan trọng đúng không, cái đăng nhập thì mình sẽ tạo ra một cái trang đăng nhập riêng để cho khách hàng đăng nhập tạo tài khoản, active mail đấy, active mail, và sau đó người ta sẽ mua cái sổ code của chúng ta đấy, thì sẽ có trang chi tiết và trang tài khoản.
thì chúng ta sẽ làm lần lượt, đúng không? Thì ở đây chúng ta đang mới là trang chủ thôi, mới trang chủ nhé. Thì bắt đầu những chúng ta sẽ làm trang chủ rồi. Thế thì mình cũng tính là chúng mình sẽ liệt kê hết các cái ý đây, rồi thì mình mới làm video để cho cái ý nó tường minh, cái cách mình nói nó tường minh để không trùng lặp mất thời gian. Nhưng mà thời gian thì nó không có nhiều và cũng phải tranh thủ, nên là mình sẽ liệt kê một số ý chính đây rồi. Thì mình sẽ nói sâu vào một số các ý sơ qua thôi, nói sâu vào, nhưng mà nó chỉ sâu ở cái mức là để các bạn nắm qua thôi. Còn khi chúng ta đi code thì chúng ta sẽ tham gia vào trong cái khóa học, khi đấy thì chúng ta sẽ cùng code đấy. Thì cái bài đầu tiên ấy, thì kế hoạch của mình ấy là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách sử dụng cái Canva, và cái để thiết kế các cái logo hình ảnh đây, ví dụ cái logo này này đấy, rồi hình ảnh này. Tức là tại sao mình lại đưa cái này lên đầu tiên, tại sao mình đưa này lên đầu tiên, bởi vì kinh nghiệm của mình cho thấy ấy, là nhiều bạn rất muốn lập trình, rất khi mà các bạn thấy các cái video ở trên mạng, các bạn rất muốn muốn code theo, nhưng mà lại các bạn lại không có hình ảnh. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Thì mình cũng thấy là nhiều bạn khi mà các bạn code ấy, thì các bạn cứ nhắn tin cho mình là các bạn xin cái đường link ảnh, nhưng mà mình nghĩ là cái đó thì hiện nay nó không thiếu và nó rất là nhiều, các bạn có thể rất nhiều kênh, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn dùng Canva để các bạn thiết kế các cái logo này, rồi các cái hình ảnh này, đúng không? Đấy. Đấy, Canva đây, các bạn đây. Đấy, mình giới qua qua Canva, vì tất cả các cái dự án của mình đều sử dụng thiết kế Canva hết. Đấy, các bạn thấy không? Trong này nó rất là nhiều. Mình cũng làm khá là nhiều website. Đấy, thì cái Canva nó rất là lợi hại. Đấy, mình ví dụ như các bạn muốn thiết kế logo đây, mình có thiết kế logo này. Thì các bạn chỉ cần ấn tạo thiết kế, đúng không? Đó, rồi các bạn chọn logo thôi. Thì đây là logo này là hình vuông này, là nó gợi ý luôn là 500. Nhưng ví dụ như mình thấy ấy, thì các cái website ấy, thì thường thường ấy, là logo hình hình chữ nhật thì nó sẽ đẹp hơn là hình vuông, bởi vì nó liên quan đến cái bố cục của chúng ta. Nếu như mà các bạn có kinh nghiệm khi các bạn làm logo hình vuông ấy, mà khi các bạn mà làm cái responsive trên cái giao diện di động ấy, thì cái hình vuông nếu như mà các bạn để nhỏ quá thì nó không thấy, mà nếu nó to quá thì trên cái màn hình di động ấy, là nó sẽ khá là rộng và nó khiến cho cái header của chúng ta nó rộng. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình thôi. Thì tùy, nó cũng tùy thẩm mỹ của mỗi người, nhưng mình thì mình vẫn ưu tiên là mình làm cái dạng chữ nhật. Thì ở đây các bạn muốn chuyển sang hình chữ nhật thì nó cũng dễ thôi, các bạn cũng nhiều, các bạn thấy cái này thích đúng không, các bạn muốn đổi cỡ này, mình nói qua thôi. Đấy, thì các bạn tùy chỉnh cỡ thôi. Đó, ví dụ như ở đây các bạn hình chữ nhật các bạn để 150 chẳng hạn, ở đây rộng 300 nhé, như ở đây rộng 300 này. Đấy, cao 150 thì các bạn ấn tiếp tục. Đấy, thì trong quá trình học ấy, thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái sử dụng cái Canva này luôn. Đấy, với các bạn có thể là sao chép, tức là các bạn sẽ tạo ra một cái trang mới, các bạn làm việc mới, hoặc là các bạn đổi luôn cái thiết kế này, thì để cho đỡ rác thì mình đổi luôn cái thiết kế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, thì các bạn sẽ thay đổi các cái thông tin của mình vào đây thôi. Đấy, thì giống như là mình đã làm cho cái logo này, các bạn hình dung chưa? Rồi, đó là cái tại sao mà mình lại chọn cái ý đầu tiên là học cách sử dụng Canva và để thiết kế logo hình ảnh. Có rất nhiều cái web mình làm mình đã dùng Canva và mình thấy ảnh nó rất ok, ví dụ như là cái trang Mina web của mình này. Mina web này. Đấy, đây là một cái trang mình làm để mình làm dịch vụ thiết kế web cho khách hàng, nhưng mà chủ yếu ở đây cái này mình giới thiệu mình làm đây, các cái hình ảnh đây mình cũng dùng Canva hết đây các bạn. Đây này, mình cũng dùng đây, màu sắc các bạn thấy chưa? Đấy. Nó khá là đẹp. Rồi là đây là cái ảnh 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 người đó, hoặc là ví dụ như là một cái trang mình đang đang làm ở đây, thực sự đây mình cũng dùng Canva để mình làm đây này. Đó, nó rất là đẹp các bạn. Đấy, cho nên là các bạn đã lập trình web đấy thì các bạn nên biết về Canva nhé, nó là một công cụ khá là toàn diện. Đấy, thì cái đầu tiên sẽ là Canva và thiết kế hình ảnh. Rồi, cái tiếp theo ấy là mình sẽ nói qua về cái lập trình web cho người mới bắt đầu, và mình sẽ nói cả front end và back end. Đấy,
Thì khi mà các bạn mới tiếp cận vào lập trình đúng không, thì các bạn cũng sẽ muốn biết là lập trình web nó như thế nào. Đấy, thì nó đơn giản thôi, lập trình web thì là cái web của bạn như thế nào. Các bạn nhìn là ví dụ như cái web của chúng ta đây đúng không, đây là website của chúng ta. Đấy, thế thì lập trình web thì chúng ta chia làm hai phần là front end và back end. Đấy, chúng ta cứ hay nghe bảo là lập trình full text đấy, là chúng ta sẽ làm cả front và back. Thế ví dụ như là cái trang của chúng ta, các bạn vào thì các bạn vào cái VnExpress này đúng không. Đấy, thì cái gì mà các bạn nhìn ở đây nó là cái phần front end, cái bố cục, cái header này, cái phần trên này đấy, rồi những cái chỗ này thì người ta gọi là lập trình front end. Front end nó sẽ tạo cho chúng ta cái bố cục này đấy, và nó cũng sẽ tạo cho chúng ta những cái đây, những cái sổ xuống này cũng là từ front end các bạn nhé. Đấy, sổ xuống này cũng là front end đấy, đăng nhập này nó ra cái này cũng là front end. À, tức là những cái thao tác của người dùng ở trên này thì nó là front end, được chưa? Còn back end là gì? Back end nó là cái phía sau, cái các bạn nhìn thấy đây, phía sau cái màn hình này là các bạn nhìn thấy phía sau này là cái gì. Thế thì các bạn hình hình dung là, thế thì ví dụ như ở đây này, khi các bạn nhấp vào cái link này ấy, thì tất cả các cái dữ liệu ở đây, hình ảnh và các cái text, các cái văn bản này nó từ đâu, đúng không? Nó từ đâu, nó từ đâu mà nó ra ở trên màn hình cho các bạn, thì nó phải có một cái nơi chứa nó đúng không. À, nó phải có một cái nơi chứa nó chứa cái dữ liệu này đó. Nó có rất nhiều, như VnExpress này nó có rất rất là nhiều các cái dữ liệu, thì nó phải có một cái nơi chứa nó. Là nó là nằm ở phía back, nó sẽ nằm ở phía server. Server nó nằm trong cái phần back end, và tất nhiên khi nó chứa ở trong đó rồi đúng không, nó chứa ở trong đấy. Nhưng mà làm sao ấy mà để mà nó hiểu được là khi chúng ta chọn vào bất động sản, thì nó show các cái tin tức về bất động sản, khi ta chọn về euro thì nó show tất cả các tin tức euro, thì nó là chúng ta sẽ lập trình về phía back end để nó xử lý cái việc đấy. Nó sẽ, nếu như trong cái khóa của chúng ta thì chúng ta sẽ học về cái PHP. PHP là một ngôn ngữ ở phía back end, và nó sẽ xử lý để nó tương tác với cái database, là cái nơi chứa cái dữ liệu này này, để nó lấy cái dữ liệu này từ database, nó trả về cái giao diện người dùng. Đó là cái thằng PHP, và nó PHP và cái PHP và cái giữ cái data, nó là những cái vấn đề liên quan phần phần back end. Thì cái đó thì chúng ta sẽ nói sau, sau rất là sâu, nó sẽ xa, nó sẽ còn lâu mới tới, thì các bạn chỉ mới hình dung cái như vậy thôi. Thì khi vào khóa học mình sẽ nói chi tiết hơn đấy. Thế là chúng ta sẽ chia là front end và back end đúng không? Đó. Thì với front end thì chúng ta sẽ có những cái ngôn ngữ khác, và với back end thì nó sẽ có những ngôn ngữ khác, là những cái ngôn ngữ lập trình. Các bạn hình dung chưa? Rồi. Đây đâu rồi nhỉ? Rồi, chúng ta là nói qua về cái lập trình web cho người mới bắt đầu đúng không? Rồi. Khả năng là cái này nói dông nói dài nó sẽ khá là mới 13 phút thôi. Đấy, thì nói web, front end và back end rồi đúng không? Thì các bạn là người mới thì các bạn cứ hình dung nó là như vậy. Chúng ta cứ bảo lập trình web, web thì thường các bạn front end, back end. Thì front end, back end thì mình cũng đã nói đây rồi này. Front end thì hôm trước là có sẽ có ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript. Back end thì PHP và Laravel. Thì cái này khi đi vào thì các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Các bạn cứ đừng có hoang mang quá khúc này. Nhá. Thì mình chỉ nói qua cái nội dung lập trình front end back end thôi. Thì hiện nay chúng ta đang đang ở khúc front end nhé, chúng ta đang làm front end trước. Rồi sẽ nói qua cái công cụ lập trình, cụ thể là Visual Code, hợp lý chưa nhỉ? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta có hình ảnh rồi đúng không, chúng ta biết front end back end rồi, thì bây giờ làm sao để chúng ta tạo ra một cái website đúng không. Các bạn hình dung này, cái web là chúng ta làm, mà cái cửa sổ của chúng ta đây gọi là cái browser đó, gọi là cái thanh trình duyệt, nó là một cái công cụ để nó như kiểu nó sẽ ra, nó có chứa cái giao thức này này để nó được tương tác với database, để nó lôi ra cái dữ liệu ra để nó show chúng ta đây đấy. Thế thì cái thằng thằng này này, nó đọc cái nó đọc một, tức là các bạn nhìn cái mặt trước của nó thì các bạn chỉ nhìn như thế này, nhưng phía sau của nó đó là cái ngôn ngữ. Đây các bạn xem nguồn trang này, các bạn thấy không,
phía sau của nó là những cái ngôn ngữ lập trình HTML. Đấy, nó có giao diện HTML ở đây. Thế thì cái mục đích của cái thằng 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 trình duyệt ấy là nó đọc những cái code ở phía sau này này, phía sau của nó. Cái này chính là cái front end, và nó lấy những cái dữ liệu từ sau này, nó sẽ lấy dữ liệu từ cái phần back end nó đổ ra đây. Nhưng mà để mà dịch nó ra cái giao diện ngoài ấy, là nó sẽ nhờ vào cái thằng trình duyệt này, và nó hiện ra trước mắt các bạn nó như thế này. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Thế thì cái công cụ để nó lập trình nó là cái gì? Đúng không? Thì cái trong khóa học này thì chúng ta sẽ dùng cái Visual Studio Code. Thì trong khóa học mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tải cái Visual này về, và cách chúng ta khởi tạo cái dự án của chúng ta. Đấy. Các bạn hình dung là ví dụ như nói sao cho các bạn dễ hiểu nhỉ? Đấy, nói qua công cụ này rồi đúng không? Thì các bạn cứ hình dung nó là cái công cụ để chúng ta lập trình. Rồi, chúng ta tạo folder chứa dự án. Tức là cái bài 1 đấy. Mà khi chúng ta học ấy, thì chúng ta sẽ nói về tạo folder và chứa các cái dự án luôn. Đấy, các cái folder cần thiết để và sử dụng. Cái này là ý trên này rồi đúng không? Tạo folder dự án này và các folder cần thiết. Cái ý này mình muốn truyền đạt đấy, đó chính là cái cách để chúng ta tạo ra cái dự án. Ví dụ như ở đây này. Đây, mình đã khởi tạo ra một cái dự án là website bán hàng đây đúng không? Đây, mình tạo vào cái folder đây. Đây là chúng ta sẽ tạo folder. Đấy, tạo folder và chúng ta mở folder bằng cái Visual Studio Code đúng không? Ví dụ ở đây mình sẽ tắt nó đi. Đây là nếu mình file này. Đấy, mình sẽ open open cái folder đó đây. Scope đúng không? Website này mình sẽ chọn folder. Đấy. Thì ở trong này nó sẽ có các cái file mà chúng ta tạo ở kia, hình ảnh này. Đấy. Rồi, ok các bạn, cái video này nó sẽ tiếp theo cái video trước đây. Mình đang nói dở thì mình lỡ ấn cái phím F12 nên nó tắt. Đấy. Thì đây cái folder mình mở ra đây. Mình folder mình mở ra đây thì nó cái nội dung ý của mình ở đây là mình sẽ nói qua về cái tạo các folder này. Cách để chúng ta xây dựng cái bố cục folder để khi chúng ta chuyển từ cái front end ấy, mà chúng ta chuyển qua back end ấy, chúng ta làm cho nó tiện đúng không? Cái này là kinh nghiệm đúng không? Rồi. Tiếp theo ở đây ấy, là mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái dòng code đầu tiên, đó là chúng ta sẽ khởi tạo cái HTML5 đấy, và giới thiệu qua một cái sổ số thẻ HTML đấy. Thế thì cái bài 1 này mình cũng sẽ code cái phần header này nhé. Cái bài 1 này mình sẽ code cái phần header này. Mình sẽ vẫn tranh thủ để mình code hoàn thiện, nhưng mà cái bài học, cái kế hoạch, cái bài đầu tiên đấy là chúng ta sẽ code cái header này. Thì để code cái header này thì chúng ta sẽ làm quen với các cái khái niệm. Chúng ta sẽ làm quen với CSS này. Đấy, cách sử dụng CSS. Rồi. Đối với HTML ấy, thì mình sẽ làm quen với các cái thẻ UL, RI, thẻ A. CSS thì mình sẽ làm quen với cái thuộc tính flex, border, hover. Tất cả những cái này để chúng ta tạo ra cái header này. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đó. Thế là bài 1, còn bài 2 thì mình sẽ nói sau, thì chúng ta sẽ làm cái phần này. Cái này nó sẽ có hover, và nó sẽ có các cái vấn đề liên quan đến cái position, position absolute relative, nó cũng có khá là nhiều khái niệm. Đấy. Thế thì đó là kế hoạch của mình về cái bài 1 của khóa học. Đấy. Thì chúng ta sẽ vừa làm và chúng ta sẽ vừa cùng nhau tương tác để chúng ta tạo ra được một cái web đúng ý đồ của chúng ta. Thứ nhất là nó vừa là đảm bảo cái trải nghiệm của người dùng, thứ hai là nó đảm bảo được cái ý đồ của chúng ta. Ví dụ chúng ta muốn bán cái gì, chúng ta muốn bán cái flow, cái dòng gọi là cái trải nghiệm cái ấy thì nó như thế nào, chúng ta phải code để chúng ta đạt được cái mục đích đấy đúng không? Thì đây là mình sẽ cùng với các bạn để chúng ta đặt lên những
cái viên gạch đầu tiên để chúng ta xây dựng toàn bộ cái dự án đấy. Thì như mình có nói từ đầu ấy, thì đây là một cái dự án mà mình sẽ chọn những cái phương án đơn giản nhất, nó hài hòa nhất, kể cả từ front end và back end, để các bạn, đặc biệt là những bạn mới, cái mặt tay ngang, dễ dàng tiếp cận, và có thể đi 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 đi, đi sâu và đi xa. Đấy. Mục đích của chúng ta thì chúng ta không chúng ta mục đích của chúng ta là xây dựng để chúng ta đạt được một gọi là cái gì, cái chúng ta mong đợi, chúng ta muốn cái gì, chúng ta làm nó để đáp ứng cái gì của chúng ta thôi, đúng không? À, chúng ta sẽ không nói nhiều về các cái vấn đề liên quan đến học, về về chuyên môn cao siêu nhé. Chúng ta chỉ nói những cái thì chúng ta phục vụ, vì mình cái này mình mang tính chất nó là kỹ năng thôi, và dành cho những anh em tay ngang như mình thôi nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Có thể video sau mình sẽ nói tiếp về các cái nội dung của cái bài 2. Bài 2 thì chúng ta sẽ tập trung vào cái này, vì cái này nó sẽ liên quan đến một số các cái thuộc tính của CSS, nó liên quan đến cái position ấy, thì nó cũng khá là khó hiểu. Với lại là mình sẽ dùng cái grid nhé, thì cái đấy mình sẽ chuyển sang ở cái bài 2. Bài 2 thì video mình sẽ nói. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.